Nhà đất Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ giới thiệu đến cô bác anh chị chúng ta một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, độ dài 14m, thiết kế một trệt một lửng 5 lầu có thang máy. Đây là một căn nhà có hướng chính bắc, tọa lạc trong khu nhà giàu cực đẹp, sát bên khu dân cư Cityland, kề bên siêu thị Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà ngày hôm nay của chúng ta đang giảm tới gần 3 tỷ nha quý vị. Giá bán bây giờ đang rất là hợp lý và cực kỳ rẻ rồi. Khu này thì chỉ còn có 3 căn đang chào bán thôi. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền và chính căn nhà full nội thất, thiết kế một trệt một lửng và 5 lầu, có thang máy 630 kg, và chủ nhà tặng kèm full nội thất xịn khi mua. Và căn nhà này thì rất là đẹp, nằm trên trục đường thông và chúng ta sẽ cùng tham quan con đường nhé. Con đường này thì lên tới 8m đường thông này quý vị. Khu này rất là an ninh, ổn định và khu điện âm, nước âm rất là VIP của trục đường Thống Nhất, ngay ngã tư ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, sát bên khu dân cư Cityland, kề bên siêu thị Emax của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một khu nhà giàu rất là đẹp. Và ở đây thì Huy Hùng đang chào bán 3 căn nhà với giá bán từ hơn 12 tỷ cho đến hơn 13 tỷ một căn. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà trong khu này thì có thể gọi về cho bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình nhé. Và quý vị nhìn này, con đường rất là rộng, có khu vui chơi giải trí dành cho trẻ này. Căn góc này đang chào bán với giá là hơn 12 tỷ, cũng một trệt một lửng và 5 lầu này quý vị. Một khu nhà đường thông buôn bán cho thuê. Và quý vị nào đang tìm mua thì có thể đến tham quan và sở hữu ngay. Khu này rất là thuận tiện cho việc ở mở văn phòng công ty và cho thuê nhá. Một sẹt của trục đường Thống Nhất nha mọi người. Tất cả căn nhà trong đây đều có thang máy 630 kg, thang máy xịn, và nhà thì nội thất đầu tư phải nói là cực kỳ chất lượng và cao cấp. Khu nhà giàu này thì bán rất là sốt và đã bán hầu như gần hết rồi. Chỉ còn 3 căn cuối cùng cho quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và sở hữu thôi. Và chúng ta sẽ ngắm nhìn lại mặt tiền mặt chính của siêu phẩm nhà đẹp của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Một căn nhà phố rất tuyệt vời và đầu tư nội thất ngoại nhập cao cấp. Nhà thì có 2 lớp cửa, một lớp cửa cuốn bên ngoài, một lớp cửa sắt bên trong. Dưới tầng trệt thì chủ nhà thiết kế cho mình khu vực đậu xe hơi, xe máy và không gian phòng khách. Trên tầng lửng sẽ là không gian phòng bếp, và trên lầu thì quý vị sẽ có 4 phòng ngủ kết hợp với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Nhà thì đầy đủ nội thất tặng kèm, quý vị mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Đây là khu vực không gian dưới tầng trệt này. Quý vị nhìn thấy nhà có lửng nên là không gian rất là thoáng với đèn trần bên trên rất là đẹp. Và dưới đây là khu vực đậu xe hơi với sàn ốp gạch 80, hai bên tường có đèn led và phía dưới thì có đổ bê tông nha quý vị. Phía sau không gian đậu xe hơi, xe máy sẽ là không gian phòng tiếp khách với sofa rộng, tủ kệ để đồ, tủ kệ tivi và có những bức tường trang trí rất là đẹp và tuyệt vời. Căn nhà mình thì cầu thang để ở cuối nhà nên cách bố trí không gian dưới tầng trệt rất là thoáng và đẹp tuyệt vời. Cũng như là kiến trúc thì phải nói là cực kỳ sang chảnh luôn nha quý vị. Một trong những căn nhà phố mà nội thất bên trong rất là xịn. Cuối nhà đây thì quý vị sẽ có cầu thang máy, cầu thang bộ và vệ sinh ở cuối nhà cũng như là giếng trời ở đằng sau. Khu vực cầu thang máy thì quý vị sẽ có cầu thang máy 630 kg nè. Kế bên đây là không gian giếng trời phía sau nhà và không gian phòng vệ sinh ở cuối nhà. Ngang 4m2, độ dài 14m, chủ nhà đang ngộp sâu nên chào giá giảm sốc tới 3 tỷ đồng, chỉ còn hơn 13 tỷ một tí thôi và còn thương lượng mạnh nữa nha mọi người. Quý chị của bác quan tâm thì gọi về cho bên Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình đến tham quan trực tiếp căn nhà và gặp ngay anh chủ nhà để thương lượng giá cả này. Đây là không gian cầu thang máy này quý vị. Chúng ta sẽ có thang máy gia đình 630 kg. Chúng ta sẽ vào bên trong thang máy rất là rộng này và quý vị sẽ di chuyển lên không gian tầng lửng phòng bếp của căn nhà phố này. Căn nhà này rất là thuận tiện cho việc cô bác anh chị chúng ta vừa ở vừa mở văn phòng công ty hoặc là cho thuê, thì đây là một sản phẩm mà nó rất là tuyệt vời nhé. Quý anh chị cô bác quan tâm thì gọi về cho bên em theo hai số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Nhà này thì có tổng cộng 5 phòng vệ sinh và chúng ta đang di chuyển lên không gian bếp. Không gian bếp ở đây thì có bàn ăn 6 ghế, có tủ lạnh, bếp âm, máy rửa chén bát, lò nướng, lò ghi sóng, tủ đựng gạo, tủ lạnh hai cánh Toshiba. Bên ngoài đây thì có lan can cao và trần bên ngoài được làm rất là đẹp. Đây là không gian bếp của căn nhà. Sàn phòng bếp thì cũng được ốp gạch, trang trí rất là tuyệt vời. Không gian bếp thì có quạt trần Panasonic bên trên và có bàn ăn 6 ghế này. Với khu vực tủ bếp trên dưới thì đều làm bằng chất liệu là gỗ ăn cường cao cấp, có tủ lạnh Toshiba này, lò nướng, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, máy rửa chén bát. Bên trong đây là khu vực bồn rửa chén bát và khu vực gắn máy lạnh ngay không gian bếp này. Chỗ này thì chủ nhà chưa gắn máy lạnh nhé.
Cuối không gian bếp thì quý vị còn có không gian của phòng vệ sinh và giếng trời ở cuối này. Ngay không gian bếp của nhà mình có vệ sinh ở cuối luôn, rất là thuận tiện cho việc sinh hoạt của đại gia đình chúng ta. Phía bên đây là giếng trời. Và lên trên thì quý vị sẽ cùng em Hùng đến với không gian các phòng ngủ nhé. Căn nhà này thì phòng ngủ bên trong thì nó là tuyệt vời và đẹp. Nhà thì được sơn màu trắng và sân bóng nên rất là tuyệt vời. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 của căn nhà thì quý vị sẽ có đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, bàn đọc sách, bàn làm việc, cửa sổ và cửa ra khu ban công mặt tiền chính này, với cửa nhôm xin pha, màn rèm 2 lớp. Đây thì quý vị đang đến với không gian phòng ngủ với giường ngủ này, giường ngủ 2m2 nha quý vị. Tủ áo, bàn trang điểm và phòng thay đồ riêng biệt. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Sàn phòng ngủ được ốp gạch 30m2. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Bên trong đây thì có bàn làm việc này, bàn đọc sách và bàn trang điểm cũng như tủ áo thiết kế theo kiểu chữ L. Bên trong đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên với bồn cầu lavabo rửa mặt thương hiệu Toto, gương soi đèn LED quạt hút mùi bên trên, có bồn tắm đứng vách ngăn, bồn tắm nằm và có cửa sổ ra khu vực bên ngoài. Mỗi phòng ngủ thì có một máy lạnh Toshiba này. Nhà này thì rất là nhiều tủ áo được đóng xung quanh tường, hoặc khá đẹp. Và tiếp tục di chuyển lên bên trên thì quý vị cô bác sẽ cùng em đến với không gian của phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2. Nhà này có cầu thang máy nên là quý vị di chuyển lên xuống cũng khá là thuận tiện nha. Chứ chúng ta mà leo cầu thang căn nhà này thì chắc xíu. Rất là cao nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ với giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Kế bên thì có bàn tiếp khách, bàn ngủ uống trà. Và phòng ngủ số 2 này chúng ta sẽ có ban công với hệ thống cửa nhôm lùa và một cái không gian ban công rất là rộng người này. Có cây xanh, có lan can cao, có thêm bộ ghế ngồi thư giãn, bên trên trần có ốp nhựa. Không gian phòng ngủ số 2 này cực kỳ chill nhá. Phòng ngủ này cũng đầy đủ nội thất nha quý anh chị. Giường ngủ, tủ áo đều rất là đẹp và tuyệt vời. Giá bán chỉ hơn 13 tỷ một tí thôi. Quý anh chị có bác quan tâm đến căn nhà đẹp, nội thất xịn sò, cao cấp này thì gọi về cho bên Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà có thang máy nha quý vị. Và chúng ta sẽ vào thang máy di chuyển lên bên trên tham quan không gian lầu 3. Chúng ta sẽ lên lầu 4 nhé. Chúng ta lên lầu 4 của căn nhà để tham quan tiếp tục không gian phòng ngủ tiếp theo. Căn nhà chúng ta đang có hướng chính bắc, tọa lạc trên trục đường Thống Nhất ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, sát bên khu dân cư Cityland, siêu thị Lotte Mart. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Vị trí quá đẹp, đắc địa, thuận tiện ở, mướn phòng công ty cho thuê, đường thông 8m, xe sẽ tải vào thoải mái và dễ dàng. Quý chị có bác quan tâm thì gọi về cho bên em để đến xem và sử dụng ngay. Ở đây thì chúng ta đang đến với không gian phòng số 3 và số 4 này. Phòng này thì chúng ta sẽ có hai phòng dành cho em bé với giường ngủ của phòng số 4 đây. Thì chúng ta số 3 đây thì chúng ta có giường ngủ 2m, bên cạnh này có tủ áo, bàn trang điểm. Và bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có phòng số 4 với cùng với giường ngủ, bàn trang điểm, tủ áo và bàn làm đọc sách, bàn học. Bên ngoài đây có cửa sổ và cửa ra ban công. Phòng này thì chúng ta sẽ có hai giường. Giường số 3 và giường số 4 nhé. Bên trên mình có quạt trần Panasonic này, máy lạnh, rồi nội thất bên trong nó rất là xịn sò và tuyệt vời. Nhà thì đầu tư nội thất không tiếc tiền nên là giá bán thì hơi cứng một tí nhá. Nhưng mà quý vị mua được căn nhà thế này thì ở rất là yên tâm và an tâm và chắc chắn. Nhà có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ, thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Quý chị cô bác mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và cuối cùng chúng ta sẽ lên không gian phòng thờ, phòng giặt và sân phơi. Ở trên đây thì quý vị sẽ có không gian phòng giặt đồ này. Phòng giặt đồ đây, nhà có để sẵn máy giặt này, có một cái lavabo rửa mặt trên này. Cuối đây là khu vực giếng trời, sân sau và cầu thang máy. Và ngoài đây sẽ là không gian phòng thờ rộng và sân thượng phía trước. Không gian phòng thờ thì chủ nhà có tặng kèm mình cái bộ sofa này, một bộ bằng ghế mây, chỗ này để thờ cúng tổ tiên nha mọi người. Và bên ngoài đây không thể thiếu là khu vực sân thượng trước của căn nhà. Hướng nhà đang là hướng chính bắc và giá bán chỉ hơn 13 tỷ một tí thôi. Quý chị có bác quan tâm đến căn nhà đẹp này, hãy gọi cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.